sĩ, bác sĩ có thể cho biết với những cái dấu hiệu triệu chứng như thế nào thì được xác định là thiếu máu cơ tim nhẹ, và thiếu máu cơ tim nhẹ thì có dễ trở nặng không? Thực ra với câu hỏi này thì trả lời các bạn như thế này, tức là thiếu máu cơ tim nhẹ hay nặng về mặt lâm sàng không đánh giá được, mà chỉ khi ta kiểm tra, ta vào bệnh viện, ta chụp được mạch vành, ta mới biết rằng là nó hẹp nặng hay hẹp nhẹ. Chứ còn cái triệu chứng lâm sàng đấy, như tôi nói lúc đầu ấy, thì có người thì hẹp rất nhiều nhưng người ta không có đau, hoặc là đấy thầm lặng thôi, nhưng có người thì hẹp tí thôi nhưng mà đã đau rất ghê, ví dụ như thế. Trên cái dựa về lâm sàng thì nó không có một cái bảng lâm sàng nào cho cái dấu hiệu là đau nhẹ, à, tức là mức độ nhẹ nặng dựa vào cái triệu chứng đau cả, mà nặng nhẹ là ta dựa vào cái kết quả chụp động mạch vành. Nó hẹp nhiều là nặng, hẹp ít là nhẹ, cái mảng vữa xơ ổn định là nhẹ, là ổn, là tốt hơn là cái mảng vữa xơ không ổn định. Đấy, mảng vữa xơ đồng tâm thì tốt hơn, ổn định tốt hơn là cái mảng vữa xơ nó lệch tâm. Đấy, ví dụ như thế. Thì đấy, trên này về cái bệnh này thì về lâm sàng, về chuyên môn thì chúng tôi không chia ra cái mức độ nặng nhẹ dựa vào chứng lâm sàng, mà dựa vào kết quả chụp động mạch vành. Bác sĩ có thể cho biết thêm là cái thiếu máu cơ tim nhẹ là có dễ bị trở nặng không? Thì đương nhiên là nó tiến hành từ mức độ một, từ thấp đến cao. Bởi vì nó liên quan đến quá trình vữa xơ, liên quan đến cái quá trình về rối loạn, về chuyển hóa. Ví dụ như thế, ở những bệnh nhân đáy đường nó dễ hình thành cái huyết khối, thì nó liên quan đến một loạt vấn đề. Thì bao giờ nó đi từ nặng đến nhẹ, từ nhẹ đến nặng chứ. Đấy, nó khởi đầu nó là rất nhẹ, nhưng mà dần dần nó nặng lên. Lúc nó nặng, nó biểu hiện ra lâm sàng thì chúng ta mới thấy rõ. Vâng. Thưa bác sĩ, chúng tôi có nhận được câu hỏi từ bệnh nhân thì họ rất băn khoăn khi mà đi khám thì được chẩn đoán là thiếu máu cơ tim nhẹ và bác sĩ thì lại không kê thuốc uống mà chỉ hẹn tái khám. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết có phải người bệnh ở mức độ nhẹ nên là không cần phải điều trị không, và trong trường hợp nào thì người bệnh cần phải điều trị, bác sĩ? Thực ra câu này thì hỏi một bệnh nhân cụ thể như thế thì chúng tôi cũng rất khó trả lời, bởi vì phải căn cứ vào cái tình trạng người bệnh đó. Đúng là các bác sĩ trên lâm sàng thì có chẩn đoán là anh bị nhẹ thôi. Tức là nhẹ đấy là người ta dựa vào gì? Người ta dựa vào các cái dấu hiệu lâm sàng. Tức là cái mức độ đau của anh ấy, có thể nó chỉ đau nhẹ nhẹ thì bảo thôi thế coi chừng. Tức là vẫn là theo dõi. Chứ còn khi đã chẩn đoán là có thiếu máu cơ tim cục bộ thì bao giờ cũng có phương án điều trị. Chứ không bao giờ chỉ theo dõi không. Mà điều trị đó là điều trị gì? Thì người ta không đau lắm thì có thể người ta chưa cần các cái thuốc giãn vành, các cái thuốc gì nhiều, nhưng ít nhất là phải điều trị các yếu tố nguy cơ. Đấy, phải xem bệnh nhân có tăng huyết áp, có đái đường hay có rối loạn lipid máu, ta can thiệp vào đã cần dùng thuốc chống đông hay chưa. Trên ở cái trường hợp bệnh nhân này thì chúng tôi thấy rằng là có lẽ là ta cũng cần phải xem thêm. Và tức là khi bác sĩ chưa cho thuốc có nghĩa là chưa cần can thiệp mà chỉ cần điều chỉnh chế độ, ví dụ như thế. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim.